Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp thời sự pháp lý của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin tối nay ngày 24 tháng 6 năm 2021 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chiều ngày 24 tháng 6, ông Cao Đình Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa, Phú Yên vừa có quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị số 15 ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày kể từ 15 giờ ngày 24 tháng 6 sau khi cơ quan y tế ghi nhận có 6 ca dương tính với COVID-19 ở địa phương này. Theo đó, đối với các khu vực đã phong tỏa do có các người mắc COVID-19, thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày kể từ 15 giờ ngày 24 tháng 6. Thực hiện cách ly xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, khu phố cách ly với khu phố, yêu cầu người dân tại các địa bàn nêu trên ở tại nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết như mua lương thực thực phẩm, thuốc men cấp cứu, làm việc tại cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, không bị tạm dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Tiếp tục tạm dừng các loại hình hoạt động gồm tắm biển, spa, cơ sở làm đẹp massage, xông hơi, cơ sở thẩm mỹ, các tụ điểm, khu vui chơi, giải trí, rạp chiếu phim, trung tâm nhà hàng tiệc cưới, homestay. Tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình buffet, các cơ sở kinh doanh ăn uống và trạm dừng nghỉ dọc quốc lộ 1A, ăn uống có tổ chức, hát với nhau, karaoke, pub, beer club, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, truy cập internet, các địa điểm du lịch, tham quan, di tích, bảo tàng, thư viện, chợ đêm, công viên công cộng, các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao trong nhà, các trung tâm thể dục thể thao, các khu tập luyện thể thao công cộng trên địa bàn thành phố. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa yêu cầu dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động lễ hội tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động nhưng chỉ phục vụ hình thức bán hàng mang về, đặt hàng trực tuyến, không tổ chức các cuộc họp tập trung trên 20 người tham dự trong một phòng. Sáng ngày 24 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, để đảm bảo cho công tác tìm kiếm các công nhân mất tích tại hồ thủy điện Rào Trăng 3 trong thời gian tới. Ngày hôm qua, đoàn công tác đã tổ chức buổi kiểm tra hiện trường để thống nhất phương án, kế hoạch tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang còn mất tích. Theo đề xuất của các đơn vị và qua khảo sát khu vực tìm kiếm tại hiện trường, thì trong đợt này, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời xác định 3 vị trí sẽ tiến hành tìm kiếm trong giai đoạn 5. Các khu vực được xác định sẽ tìm kiếm gồm 3 vị trí, bãi bồi tại khu vực lòng suối, kéo dài từ cửa xã của nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 đến khu vực ngã ba Tam Dần, cách hiện trường sạt lở khoảng 2,5 km. Mặc dù đợt tìm kiếm này xác định sẽ gặp rất nhiều khó khăn do các vị trí tìm kiếm nằm ở điều kiện địa hình không thuận lợi, các phương tiện tiếp cận khu vực tìm kiếm rất khó khăn. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết nắng nóng cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm, song các lực lượng cũng thể hiện sự quyết tâm rất cao. Qua khảo sát tại hiện trường, trên cơ sở các ý kiến đề xuất của các đơn vị tham gia công tác tìm kiếm, thì lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế xác định trong giai đoạn tìm kiếm thứ 5 sẽ tập trung toàn lực, huy động tối đa các lực lượng, phương tiện cần thiết để phục vụ cho công tác tìm kiếm. Bên cạnh đó, thời gian tìm kiếm dự kiến khoảng từ 15 đến 20 ngày. Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng tham gia tìm kiếm cần xây dựng phương án tìm kiếm một cách chặt chẽ, khoa học, đồng thời chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về nhân lực, vật lực, phương tiện, nhiên liệu để đảm bảo công tác tìm kiếm đạt kết quả cao nhất. Theo Ban Chỉ đạo Tìm kiếm Cứu hộ Cứu nạn của tỉnh, thì nếu sau khi kết thúc đợt tìm kiếm thứ 5 mà vẫn không có kết quả, thì tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng phương án xả ngưỡng tràn của hồ chứa tại thủy điện Rào Trăng 4, sau đó tiến hành tìm kiếm trên lòng hồ. Mọi công tác tìm kiếm các công nhân mất tích tại hồ thủy điện Rào Trăng 3 sẽ được nối lại vào ngày 1 tháng 7. Qua 4 đợt tìm kiếm, 17 công nhân mất tích thì đến nay đã được 6 nạn nhân, 11 công dân vẫn đang còn mất tích. Chúng tôi đến buôn Ea Mấp, thị trấn Ea Pốc, huyện Cư Ga, tỉnh Đắk Lắk. Không khí tang thương, đau buồn bao trùm lên gia đình cháu Y Ngược Ê Bang, 10 tuổi, là trẻ bị khuyết tật, và gia đình cháu Y Cơn Ê Bang, 12 tuổi, học sinh lớp 6. Hai cháu này vừa bị đuối nước rất thương tâm. Trong lúc theo bố mẹ ra ruộng rẫy chơi, bố mẹ đang làm việc, hai cháu chơi đùa ở một hồ nước gần đó và đã bị đuối nước. Đến trưa, khi gia đình không thấy hai cháu về, đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện hai cháu đã tử vong dưới hồ nước. Vì hôm qua rất là buồn, tìm hiểu thức tình trạng là cháu nó bị đuối nước. Đó, nhưng mà lúc đó thì lúc cỡ 10 giờ hay gì đấy, mình bố mẹ mới tìm. Thấy hai cái mũ trong cái hồ,
hai cái mũ nó bay ở trên á, còn người thì nó ngập ở dưới rồi. Họ buồn, cũng nhắc nhiều lần, cũng nói và nhắc nhở bà con, nhất là cái dịp hè với cái dịp mấy đứa cháu nó nghỉ học á, mình phải ngăn chặn, đừng có cho cháu đi tắm suối, không nên đi chỗ xung quanh rẫy của bờ ao của bà con. Không chỉ có hai cháu ở buôn Ea Mấp, mà từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn 39 trẻ em khác cũng bị chết đuối ở các ao, hồ, sông, suối, rất thương tâm, tăng gấp đôi so với 6 tháng đầu năm ngoái. Là năm nào cũng vậy, lặp đi lặp lại, đến từ giao thoa giữa cái hè và đầu cuối năm học và đầu hè là xảy ra rất nhiều. Như trong thời gian vừa qua, tháng 4 vừa rồi, tháng 4 năm vừa rồi, xảy ra rất là nhiều vụ, mà những vụ nào cũng một vài em. Cái năm 2020 thì có năm 73, mà năm nay thì đến 6 tháng đầu năm thì tôi thấy cũng rất là đau lòng. Cho nên cái đây là vấn đề cốt lõi. Thứ nhất thì chúng ta phải dạy bơi cho trẻ em và tập huấn nâng cao ý thức, kỹ năng phòng ngừa, phòng chống đuối nước cho trẻ em, và đặc biệt là tuyên truyền tập huấn cho mẹ, người chăm sóc trẻ em có ý thức và luôn quan tâm giám sát khi trẻ em bước ra khỏi nhà. Tình trạng trên đây đang đòi hỏi các gia đình có trẻ em ở gần ao, hồ, sông, suối cần hết sức lưu tâm đến việc quản lý con em của mình, nhất là trong kỳ nghỉ hè, để phòng ngừa những vụ tai nạn đuối nước thương tâm như thế này. Còn đối với các địa phương thì cần quan tâm hơn đến việc tổ chức dạy bơi lội cho trẻ em và học sinh. Tối ngày 19 tháng 6, UBND TP.HCM đã ra chỉ thị về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM. Trong đó có nội dung dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dừng hoạt động các chợ tự phát. Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều 22 tháng 6, tại khu vực chợ Phú Thuận, phường Phú Thuận, quận 7, đoạn từ ngã tư đường Cao Thị Chính giao Gò Ô Môi dẫn vào chợ thông thoáng, trái ngược với hình ảnh tấp nập người như trước đây tại khu vực này. Lực lượng chức năng địa phương cũng lập hàng rào gắn biển cấm tập trung đông người tại các lối ra vào chợ. Một số vị trí tại đây cũng được lực lượng chức năng kéo dây băng ngăn cách, hoạt động mua bán tại đây cũng đã được chấm dứt, mà chủ yếu là người dân di chuyển vào chợ Phú Thuận cách đó 200m để mua lương thực, thực phẩm. Nói chung là khi mà cái chỉ thị 10 của thành phố đưa về á, thì ủy ban là triển khai xuống các tổ dân phố và khu phố luôn. Thì thấy rằng là những người dân là kinh doanh chợ tạm á, đã thực hiện rất là tốt. Cái đội thanh tra của đô thị đã làm hết sức mình từ 6 giờ sáng cho đến 20 giờ 30 tối á, mới xong. Thì người dân nói chung là cũng khó khăn nhưng mà cũng vẫn phải thực hiện cho nó tốt. Bây giờ là ở xung quanh đây là có rất nhiều siêu thị nhỏ, cho nên là người dân sẽ đến đó mua. Nói chung là các cái siêu thị nhỏ này cũng cung ứng đầy đủ cho người dân thực hiện cái công tác đấy chứ không phải là không. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Phú Thuận cũng cho biết về cơ bản các tiểu thương tại đây chấp hành tốt quy định, không có trường hợp nào to tiếng hay chống đối lực lượng. Ngoài ra, để đảm bảo thực hiện nghiêm tinh thần chỉ thị của thành phố, thì Ủy ban Nhân dân phường cũng đã cử riêng một đội làm nhiệm vụ chốt chặn tại khu vực chợ tự phát này để nhắc nhở người dân. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường thông tin. Ghi nhận nhanh tại các tuyến đường Bạch Đằng, Hoàng Sa, Như Nguyệt, khuôn viên bờ đông sông Hàn, khoảng 16 giờ đến 20 giờ 30 ngày 23 tháng 6, một số người dân còn rất lơ là, chủ quan với dịch bệnh khi tụ tập đông người, không mang khẩu trang. Tương tự, phần lớn con lương đầu đường Hoàng Sa, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, dù đã có những bản thông báo cấm tụ tập, quy tắc 5K được treo khắp nơi và kèm theo đó là những loa phát thanh tuyên truyền vận động người dân phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhưng người dân vẫn thản nhiên thoải mái tụ tập nói chuyện, vui chơi, ăn uống, nhiều người không mang khẩu trang, không giữ khoảng cách khi đứng nói chuyện. Càng về cuối giờ chiều, lượng người đổ về đây càng đông. Tại cầu Nguyễn Văn Trỗi, dù lực lượng chức năng đã lập rào chắn nhưng một số bạn trẻ vẫn cố tình trèo qua rào để hóng mát chụp ảnh trong khuôn viên cầu mà không mang khẩu trang. Hiện tại mình thấy thì vẫn có rất là hiện trạng có nhiều người dân họ vẫn đang tập trung mà không đeo khẩu trang, thì điều này cho thấy một sự chủ quan không nhỏ trong vấn đề phòng chống dịch ở người dân Đà Nẵng hiện nay. Thì đối với bản thân mình thì mình có những cái phương cách phòng chống dịch rất là cơ bản, như là Bộ Y tế người ta đã khuyến cáo thôi. Ví dụ như là không nên ra ngoài lúc không cần thiết. Và trong tình hình dịch bệnh căng thẳng hiện nay thì mình nghĩ là hạn chế tối đa việc tụ tập nơi đông người, đó là cách phòng chống dịch tốt nhất có thể.
Tính từ ngày 18 tháng 6 đến 13 giờ ngày 23 tháng 6, Đà Nẵng ghi nhận 59 ca mắc COVID-19. Tất cả đều liên quan đến bệnh nhân là nhân viên bảo vệ công ty nhựa Duy Tân. Tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp và khó lường. Do vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trang bị cho bản thân và gia đình những kiến thức cơ bản về phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo các khuyến cáo của Bộ Y tế. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@vongphapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.